Vâng, xin chào mừng quý vị và khán giả thân mến. Chúng ta cùng trở lại cúp bóng đá 7 người quốc gia Hyundai Thành Công Cup năm 2024 khu vực miền Nam. Đây là lượt trận thứ hai trong khuôn khổ vòng 2, cuộc đối đầu giữa Điện Bách Khoa Ninh Thuận và An Biên Quảng. Họ sẽ ra sân với số 6 đó là Tạ Hoàng Huy, số 7 là Trịnh Văn Hà, số 12 là Lê Quốc Thái, số 14 là Phan Minh Tiền, số 20 là Vũ Hoàng Huy. Như vậy thì tiếng còi trọng tài cũng đã vang lên, hiệp 1 được bắt đầu. Tại Di Maria dứt điểm từ xa, không có gì khó khăn đối với Lộc Mắt và cả hai đội bóng. Nếu như An Nguyên Bảo họ giành chiến thắng thì đội quân áo xanh sẽ chắc sức đi vào vòng tiếp theo. Như vậy thì các cầu thủ An Nguyên Bảo đã có bàn thắng rồi các bạn, rất nhanh. Đây chỉ là mới phút thứ 3 thôi các bạn, đội quân áo xanh cũng đã có bàn thắng dành cho mình. Đó là cầu thủ mang áo số 5, vị trí của Giang Nấm. Giang Nấm là cầu thủ đã khai nòng cho trận đấu này. Và một lần nữa chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Và phối hợp rất hay của An Nguyên Bảo. Một không dành cho đội quân áo xanh. Thế trận cân bằng cũng đã sớm được phá vỡ. Và phối hợp rất hay, đây là cơ hội dành cho các thủ An Nguyên Bảo, không vào. Trong pha bối mặt vừa rồi thì một cầu thủ bên phía đội quân áo xanh chưa thể đánh bại được thủ thành Đức Công. Đã giành được vị trí áo quân tại SBL 6, dứt điểm ngay. Pha bảy người rất đẹp mắt của thủ thành Đức Công. Đường truyền vào, dứt điểm vào. Một điều dành cho Điện Bách Khoa Ninh Thuận, và đó là vị trí của Lương Sư Phụ. Người thủ lĩnh bên phía đội quân áo trắng đã lên tiếng và đưa thế trận này về thế cân bằng. Một lần nữa chúng ta cùng xem lại một tình huống phối hợp đá phạt góc rất hay của Điện Bách Khoa Ninh Thuận. Một tình huống đá một chạm của Lương Sư Phụ, người cũng đã có rất nhiều kinh nghiệm tại PSC cũng như là SBL. Và đá một chạm rất hay của Phùng Trọng Lưng. Và một điều dành cho Điện Bách Khoa Ninh Thuận. Đây là tiền cua. Đường truyền vẫy mã rất hay của tiền cua. Cơ hội dành cho các thủ An Nguyên Bảo. Dứt điểm ngay. Vẫn còn thưa quý các bạn. Vẫn đang là tình huống của các thủ An Nguyên Bảo. Nhưng thì trong pha bóng cuối cùng, Quỳ Đèn chưa thể. Tiếp tục là tình huống lên bóng dành cho các thủ An Nguyên Bảo. Đây là vị trí của tiền cua, đột phá vào trung lộ. Tuy nhiên thì tình huống dứt điểm cuối cùng lại đi ngay vào vị trí của Minh Thảo. Hoàng Huy đường truyền dành cho Lương Sư Phụ. Bóng cũng đã trở lại trung trận của các thủ An Nguyên Bảo, nhưng vẫn đang là Điện Bách Khoa Ninh Thuận, không vào. Bóng vẫn còn đưa về các bạn. Dứt điểm ngay. Đó là vị trí của Tạ Hoàng Huy. 2-1 dành cho Điện Bách Khoa Ninh Thuận thưa quý các bạn. Sau những nỗ lực dứt điểm của đội quân áo trắng thì Quang Huy đã chớp ngay thời cơ và tung ra tình huống dứt điểm bằng chân trái. Một lần nữa chúng ta cùng xem lại. Trước đó là nỗ lực tranh chấp của Quang Huy, và anh cũng là người tung ra tình huống dứt điểm cuối cùng. Và dứt điểm bóng đi cuộn, đánh bại được thủ thành bên phía An Nguyên Bảo, và tỷ số là 2-1 dành cho Điện Bách Khoa Ninh Thuận. Lúc này thì đội quân áo trắng họ đã vươn lên thưa quý các bạn. Vẫn đang là nhịp tấn công dành cho các thủ An Nguyên Bảo. Tranh chấp rất khỏe thưa quý các bạn. Đường nhả về tiếng 2 dành cho Tài Di Maria. Đây là Quang Huy, không vào. Một tình huống dứt điểm ngay của Quang Huy với đường truyền của Tài Di Maria. Tuy nhiên thì trong pha bóng vừa rồi, Lộc Mắt cũng đã bay người để cản phá. Và một lần nữa chúng ta cùng xem lại. Vẫn đang là Hữu Tài. Tiền cua. Quyết định đột phá, đường truyền vào trong. Đó là Tài Di Maria. Và phối hợp rất hay của các thủ An Nguyên Bảo. Trước đó là một đường truyền của Tài Di Maria dành cho tiền cua. Và người dứt điểm cuối cùng đó chính là cầu thủ áo số 77. Và một lần nữa chúng ta cùng xem lại. Đường truyền rất hay dành cho
tiền cua và một nhịp đột phá của cầu thủ áo số 14 và đưa đường truyền vào trong dành cho Tài Di Maria. Tỷ số lúc này là 2-2 thưa quý các bạn. Đó là đường treo bóng vào và nỗ lực cản phá là của thủ thành Đức Công và đã nhồi người hết cỡ để đẩy bóng an toàn vào trong, chưa thể vượt qua được vị trí của các thủ bên phía Điện Bách Hoa Ninh Thuận. Đó là đường truyền rất hay, cơ hội không vào, tiếp tục là một tình huống dứt điểm nữa không vào. Hai pha dứt điểm liên tục của Điện Bách Hoa Ninh Thuận và người có cú ra chân cuối cùng đó là Nguyễn Thanh Lịch. Chúng ta cùng xem lại một tình huống phản công của các cầu thủ áo trắng. Trước đó là đường truyền của Thanh Lịch dành cho Trung Nhóc. Tuy nhiên thì Trung Nhóc không thể đánh bại được thủ thành bên phía An Nguyên Bảo và sau đó là Hữu Thắng sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc này. Đường truyền vào trong không vào. Một tình huống đá một chạm của Tài Di Maria. Tuy nhiên trong pha dứt điểm vừa rồi thì bóng cũng đã đi vào mép lưới khung thành bên phía Điện Bách Khoa Ninh Thuận. Cơ hội vẫn đang là các thủ bên phía An Nguyên Bảo. Đường truyền không vào. Một tình huống lên bóng rất hay của các thủ An Nguyên Bảo. Tuy nhiên trong nhịp dứt điểm cuối cùng của Trung Thắng là đưa bóng đi quá cao so với khung thành. Trước đó là nỗ lực tranh chấp của Duy Trường và sau đó là một tình huống đá một chạm của Trung Thắng. Đường truyền dài và xử lý bước một rất khéo của Trung Nhóc. Vẫn còn đường truyền vào trong. Bóng đã nằm gọn trong tay của thủ thành Đức Công. Đây là nhà tài trợ chính của VSCS4 năm nay. Vẫn đang là nhịp tấn công của Điện Bách Khoa Ninh Thuận. Đã có tình huống phạm lỗi của An Nguyên Bảo. Đó là vị trí của Hữu Thắng. Sẽ là một tình huống đá phạt cố định dành cho đoàn quân áo trắng. Và chúng ta cùng chờ xem. Khi mà hiệp thi đấu thứ nhất, Điện Bách Khoa Ninh Thuận họ cũng có một tình huống phối hợp đá phạt góc rất hay. Trung Nhóc sẽ là người thực hiện. Cơ hội dứt điểm từ xa. Cú ra chân của Nguyễn Thanh Lịch, cầu thủ áo số 16 bên phía Điện Bách Khoa Ninh Thuận. Di Trường là một mẫu tiền đạo rất khỏe và có thể cai đè rất tốt. Và tình huống mặt nhảy cũng rất cao thôi các bạn. Đã có lỗi của cầu thủ bên phía An Nguyên Bảo. Lọc mắt. Trung Nhóc. Đột phá. Rắc lăng xả đến từ các thủ bên phía An Nguyên Bảo. Như vậy thì tiếng còi trong tay cũng đã vang lên. Chúng ta có thể thấy là những sự phản ứng của huấn luyện viên bên phía Điện Bách Hoa Ninh Thuận.